Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là 365. Chào, chúng tôi là 365. Đứng bốn người nói chúng tôi là 365 thì có vẻ là hơi khó. Vô tình gặp lại tụi anh vẫn chào nhau nói chuyện bình thường. Đây là tiết mục mà hát khổ nhất 365 trước giờ. Nó nằm trong cái xúc động, sự hạnh phúc, sự tiếc nuối. Thành đã đứng khóc ở trong cánh gà khi chuẩn bị bước ra rồi. Chúng tôi là 365 The Band. Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là 365. Chào, chúng tôi là 365. Xin chào, chúng tôi là 365. Tất cả của iOne, chúng tôi là 365. Tự nhiên nó lại cho mình cảm giác thân thuộc nha. Kiểu bây giờ mà để đứng bốn người mà nói chúng tôi là 365 thì nó cũng có vẻ là hơi khó. Dự án chung thì mình mới hôn được cái khẩu hiệu này. Còn nếu mà dự án riêng xong hay là vô tình gặp nhau ở trong một cái công việc nào đấy, đứng kịp tôi 365, đúng không? Để nghe được lại cái âm thanh này cũng khó đó chứ không phải dễ đâu. Thì gần nhất chắc có lẽ là bộ phim Trạng Tí thôi. 365 có tái hợp một lần với dự án là nhạc phim. Cái hôm mà mình diễn bài hát Trạng Tí ở họp báo phim Trạng Tí, cảm giác nó sung lắm kìa. Sung hơn bình thường diễn solo nữa. Không biết tại sao, chắc tại lâu lâu anh em mới gặp lại, kiểu cháy hết mình trên sân khấu. Mặc dù là sân khấu không phải là quá lớn, nhưng mà kiểu cái lửa ở trong đấy tự nhiên sau 3-4 năm không gặp nhau, bắt đầu nó lại cháy lên lại. Là mình cũng mong là sắp tới là sẽ có một vài sân khấu chung với các anh em, thì đôi khi nó sẽ hâm nóng lại cái lửa mà khi hoạt động nhóm với nhau. Dạ, em nhớ có một thời điểm là mình còn có Tony Ngô ở trong 365 nữa. Thì sau khi Tony rời đi thì tình trạng của mọi người như thế nào? Chắc chắn là thiếu đi một anh em cũng trong thời gian training rất là lâu. Mọi người cũng rất là buồn và rất là tiếc vì sự ra đi của Johnny. Nhưng mà sau đó thì bốn tụi anh cũng phải đứng dậy đi tiếp và thực hiện tốt lựa chọn của mình. Tụi anh lựa chọn là vẫn tiếp tục đồng hành bên nhau. Và Johnny đã lựa chọn những cái ước mơ riêng, thì Johnny sẽ làm tốt những cái lựa chọn của Johnny. Và tụi anh rất là tôn trọng nhau. Lâu lâu tụi anh vẫn gặp lại, vô tình gặp lại tụi anh vẫn chào nhau nói chuyện bình thường. Thậm chí có nhiều hôm anh Lan lái xe máy ngoài đường, anh đi ăn gặp Johnny nó cũng lái xe, nó lại ôi ôi nó cũng chào. Tụi anh vẫn vui vẻ với nhau nên là không có vấn đề gì hết. Đến bên anh trong lúc cô đơn, nhìn lại ngày bên nhau, gửi lên nỗi nhớ. Thật ra nhé, cái clip này là trong cái live show cuối cùng của 365. Thì tính từ thời điểm mà 365 mới gọi là không hoạt động chung tới đến bây giờ, thì một năm anh vẫn mở nguyên một cái live show 365 coi lại nhất là 2 lần. Tại vì rảnh mà, có những lúc rảnh tự nhiên mình hứng lên, mình mở lên mình coi lại, mà coi lại mình giống như kiểu mình là fan cuồng, mình ngồi thích thú lắm kìa. Tới cái tiết mục này thì anh có thể gọi là đây là tiết mục mà hát phô nhất 365 trước giờ. Tuy là hát khá phô nhưng mà là nó nằm trong cái xúc động, sự hạnh phúc, sự tiếc nuối. Để gọi là cân đo đong đếm thì nó là một cái khối cảm xúc cực kỳ lớn ở trong khán phòng đó. Trước bài hát này tụi anh diễn rất là sung, không nghĩ đến giây phút là sẽ chia tay nhau. Nhưng tự nhiên cảm xúc nó lại lật một cách rất là nhanh chóng khi mà nhạc của ca khúc cuối cùng bật lên. Là tụi anh biết rồi, thôi rồi, chuẩn bị ra hát bài này là tụi anh đã đứng khóc ở trong cánh gà khi chuẩn bị bước ra rồi. Thành ra là khi bước ra rồi là nhìn mọi người là mọi thứ nó vỡ òa đi. Tụi anh nghẹn ở trong người, tụi anh không thể nào hát được. Nhưng mà đây là cái bài hát này là bài hát là tụi anh hát với lại các bạn fan thời đầu tiên tụi anh vừa ra mắt á. Thành ra nó ý nghĩa lắm. Khi mà xem lại á, anh thấy là đây là một cái rất là dễ thương của tụi anh và khán giả ngày hôm đó. Có thể ra một đoạn tặng lại cho mọi người ca khúc này à? Ok, để anh hát bài này cũng lâu quá rồi. Người ơi đừng quên, ngọt ngào yêu thương đã trao, và nỗi nhớ vẫn luôn ra sao. Anh luôn cần em bao đêm, và anh luôn biết nơi kia xa xôi, tình yêu ấy vẫn luôn trong em. Đành vui cho năm tháng xem như hư vô. Lâu lắm mà mình hát lại đấy.